rồi, gọi lên thôi. An toàn trên hết. Cách tận lâu đến được à? Để tôi thử xem tí nhá. Em ơi, từ từ lặn thôi. Cày vậy, tí thành công rồi. Đây là củ cà rốt rồi. Cày vậy. Ôi, đủ quá anh em ơi. Đến thì được rồi. Cày vai. Có cà rốt rồi. Điểm thôi thì mọi kho báu thôi, hy vọng là lúc này được những gì đã mất rồi.
qua đây mất. Đụng được cái cà rốt rồi, đã không kịp. Như ngoài đây rồi. Vất vả một tí anh em ạ. Mất cái nón vào á. Thế thì mất hết cả chiếc em trai. Rồi rồi rồi, tìm nữa.